Em Đỗ Trường Thanh Hóa xin kính chào tất cả quý vị, chú bác anh chị em yêu Lan nhá. Hôm nay là ngày đầu tháng, ngày mùng 1 tháng 10 này, năm 2024. Em Đỗ Trường lại tiếp tục về những các cái mẫu hàng rất chi là mới lạ luôn để cho quý vị, chú bác anh chị em mình sưu tầm nhá. Đấy thì đi vào nhanh gọn luôn. Đấy thì em sẽ quay vào cho nhà mình những các cái đơn đầu tiên là lan tóc tiên. Lan tóc tiên này. Đấy với cái mã số 1 là một rề rất là khủng cả nhà nhá. Một rề rất chi là khủng. Đây cả nhà xem này, đây là cái nền gạch nhà em. Nền gạch từ đây sang bên này là gạch này, gạch 50 này. Đấy thì với cái rề này là bề ngang của nó là được 70 cm nhá. Đây em đo này, 2 4 6 đấy 70 cm đúng không ạ? Rất là khủng luôn. Một rề lan tóc tiên phải nói là siêu khủng. Đấy, siêu siêu khủng cả nhà nhá. Với cái mã số 1 này thì em vào cho cả nhà, em giao lưu cho cả nhà. Đầu tháng em bán rẻ cho cả nhà với giá là 800k này, phải nói là rất chi là khủng luôn. Đấy, cái này về các bác ốp vào cây hoặc là ốp vào cổ này, đấy treo nó lên xong nó duỗi xuống, đấy đúng là tóc, gọi là tóc tiên mà. Đấy, như như gọi là dâu ông tiên rồi, như tóc của bà tiên luôn, phải nói là quá đẹp luôn cả nhà nhá. Đây đấy, rất chi là đẹp luôn. Đấy, mình mà chăm tốt á, mình mà chăm tốt những cái loại lan này, nó dài nó nhai là hàng phải hàng 1-2 mét đến thậm chí là 3 mét đấy. Thì cái dòng lan này là nó chỉ có gọi là lá thôi cả nhà nhá. Đấy, nó chỉ có lá như thế này này đấy, còn là không có hoa, nó cứ dài 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 như thế thôi đấy, và thành một bụi to đấy. Nó đẻ ra, nó đẻ ra từ dưới gốc này, nó cứ đẻ phân nhánh ra như thế này đấy. Với mã số 1 800k cả nhà nhá. Đấy, tiếp tục em vào cho cả nhà mã số 2. Thôi không cần. Mã số 2 này. Đây, cái này thì nhỏ hơn thì cầm lên được này. Mã số 2 này thì em vào cho cả nhà, em bán cho cả nhà với cái giá là 400k nhá. Đấy, sống ở trên cả một cái cục cục gì đây? À, tưởng cục đá chứ. Rồi, đó là chắc là cái gốc cây thôi. Đấy, đây nhá. Đây. Đấy, với mã số 2 này là 400k cả nhà này. Mã số 2 này 400k. Đấy, rất là ok nhá. Rồi, tiếp tục vào cho cả nhà mã số 3. Đấy, mã số 3 này. Đấy. Mã số 3 đây. Mã số 3 này là 300k cả nhà nhá. Mã số 3. Đấy, mã số 3 này là 300k này. Đấy, mã số 3 này là 300k. Đấy. Đây, hiện tại nó dài được khoảng tầm 80 rồi cả nhà nhá. Mã số 3 300k. Rồi. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 này vẫn là 300k. Đấy, mã số 4 300k tiếp tục này. Đấy, mã số 4 là 300k nhá. Đấy, cả nhà thấy có độc lạ không ạ? Rất chi là đẹp luôn. Mã số 4 300k. Rồi. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5, mã này là em giao cho cả nhà với giá là 400k này, mã số 5. Đấy, mã số 5 400k nhá. Mã số 5 này là 400k. Đấy. Mã số 5 400k. Đấy, đang đẻ ra rất là nhiều cây nhỏ này cả nhà ơi. Đấy, xanh mơn mởn luôn này. Mã số 5 400k. Rồi, đấy là những các cái đơn lan tóc tiên nha. Đơn lan tóc tiên để nhà mình về mình sưu tầm nha. Một giống lan coi như là rất là đặc biệt này. Đấy. Rồi. Đấy, có một đấy mà bỏ coi như là một cốp xe luôn cả nhà ơi. Một cốp xe luôn, xe 4 chỗ mới vừa này. Tiếp tục em vào cho nhà mình những các đơn đùi gà dẹp cho hoa tết nhá. Đấy, đùi gà dẹp cho hoa tết. Thân mấy hôm nay là em về thân cực kỳ là mập mạp luôn. Đấy, đùi gà dẹp và quế hôm nay thì là quế Thanh Hóa cả nhà nha. Quế Thanh Hóa, đùi gà của Thanh Hóa này. Đấy, thì em vào tiếp tục cho cả nhà với cái mã đơn là mã số 6. Mã số 6 này là một khúc đùi gà dẹp cắt không này. Đùi gà dẹp cắt nguyên bản rừng này, lấy sổ đi. Đấy, mã số 6 này. Đấy, được 2, 4, 6, 8, 9 thân tơ. Trời ơi, quá đẹp luôn. Đấy, khúc gỗ này. Đấy, mới vừa cắt về này. Mới vừa cắt này. Quá đẹp luôn. Đấy. Quá là đẹp luôn nha. Đây là cái mã số 6 này. Mã số 6 này. Đấy, đây. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Mã số 6 này thì giao cho cả nhà với cái giá là mã số 6 này giao cho cả nhà với giá là 300k. 300k bao ship này. 300k bao ship nha. Đấy, tất cả những đơn hàng em lên cho cả nhà là em đã bao ship cả nhà nha.
300k. Đấy, thân ngắn mập mạp này, thân chỉ được khoảng 25 phân thôi. Đấy, 25 phân. Rất là đẹp luôn. Tiếp tục vào mã số 7 này. Đấy, mã số 7 này là ở cây to nên là phải đẽo. Đây, đẽo vỏ cây này. Đấy, mã số 7 nha. Mã số 7 này. Đấy, mấy cái mã này là trồng lên chậu rất là ưng ý, rất là đẹp luôn. Đây em đặt lên chậu như này này. Đấy, ví dụ em đặt lên chậu như này nha, đứng như này luôn. Đấy, với cái mã số 7 này này. Với mã số 7 này tiếp tục vẫn là 300k. Mã số 7. Đấy, mã số 7 vẫn là 300k nha. Đấy, quá ok. Tiếp tục vào mã số 8. Mã số 8 này là một dề này. Đây, một dề đây cả nhà này. Đấy, một dề nha. Ở cây to không chặt được nên là phải bóc này. Với cái mã số 8 này này. Đấy, với mã số 8 này nha. Mã số 8 này là dề à, dề thì bán được cả nhà với giá là 220.000 đi. 220.000 mã số 8 này. Đấy, được à. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 thân tư. 220.000 mã số 8 nha. Tiếp tục vào là đây là mã số 9 này, một dề tiếp tục này. Mã số 9 này được à, 2 4 6 7 8 9 9 thân tư này. Mã số 9 này. Mã số 9 này em xem nào, mã số 9 này bán cho cả nhà với cái giá là 150.000 đi. 150.000 mã số 9 nha. Mã số 9 150.000. Đấy, 150.000 này, mã số 9 này. Tiếp tục vào cho cả nhà là với cái mã số 10. Đây, mã số 10 này, một dề này, một dề này được 1 2 3 4 5 6 7 8 8 thân này. 8 thân tơ để chuẩn bị cho hoa này. Đấy, bán tặng kèm cho cả nhà với cái 3 thân tơ này luôn. Với mã số 10 đúng không? Mã số 10. Đấy. Mã số 10 là bán cho cả nhà với giá là 100 đi. Mã số 10 100k này. Đấy, mã số 10 100k nhá. Mã số 11. Ui giời, rẻ đẹp giá man luôn cả nhà ơi. Đấy, cái phần gốc thì rất là nhỏ thôi nhá. Mã số 11. Phần gốc rất là nhỏ nhưng mà mập này. Đấy, cầm một tay là hơi khó này. Đấy, bởi vì là nó rất là nặng cả nhà nhá. Đấy, rất là nặng, nếu mà cầm một tay. Cầm thì cầm được nhưng mà gọi là cầm lên mà không ảnh hưởng đến lan thì là nó cũng ấy. Đấy, đẹp chưa cả nhà ơi. Trời ơi. Quá phê luôn này. Với mã số 11 này thì bán ở cả nhà với cái giá là 400k đi. 400k. 400k này. Trời ơi, quá đẹp luôn. Đây. Đấy. Bộ phần gốc thì rất là nhỏ thôi nhá, nhưng mà lên trên này, cái phần cây này. Đấy, cái này đặt lên chậu đúng là gọi là không cần phải chỉnh sửa một gì cả, chỉ cần đặt lên một phát là ok luôn. Đấy, mã số 11. 400k nhá. Xoay mặt kia lại cho anh. Đấy, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Này. Rồi, thân này. Đấy, thân cứ như ngón tay cái luôn, rất là mập nhá. Thân rất là mập luôn. Đấy. Rồi, phê, quá phê. 400k mã số 11. Tiếp tục vào mã số 12 này. Mã số 12 này lại còn đẹp hơn. Đẹp hơn rất chi là nhiều cả nhà nhá. Đây, con này thì phần đế rộng hơn này, con này phần đế nó được 30. Đấy, đây. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Xoay xoay mặt kia lại. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Với mã này. Mã số này là mã số 12 à? Đấy, mã số 12 này nhá. Mã số 12 này, các bác xem này. Trời ơi, thân này. Đấy, cái này mà không chơi, không sưu tầm thì không biết phải sưu tầm cái gì luôn. Mã số 12 này bán được ở nhà với cái giá là 600k. 600k nhá. Hôm nay chỉ có được có 3 đơn, 2, 3 đơn là gọi là đẹp. Đấy, 600k này, nguyên một rể và nó là cực kỳ là chất lượng. Đấy, này. Đấy, cái này đặt phần đế để đặt lên chậu một cái là xóa là như này luôn. Quá đẹp luôn nhá. Xoay xoay mặt xoay tiếp đi. Đấy. Đây. Đấy. Trời ơi, đẹp chưa cả nhà ơi. Đấy, quá đẹp luôn nha. Mã số 12, 600k. Rồi, bây giờ em vào nhà cả nhà mình những các cái đơn quế này. Đấy, mã số 13. Mã số 13 này là một đơn quế một nguyên một dề luôn cả nhà ơi. Nguyên một dề, một mẹ nó đẻ được hai con. Đấy, một mẹ hai con này. Đấy, một mẹ hai cái con nhá. Đây là cây mẹ này. Đấy, đây là cây mẹ, còn bên này là cây con nhá. Đấy, thì cái hai cái cây con này này thì trên rừng nó kiểu là lại bị con gì nó ăn ngọn đây này. Ăn ngọn đây.
nó ăn ngọn cả nhà nhá. Thì nó đẻ ra hai cái ngọn này rồi đấy, đẻ ra hai ngọn này nhá, đấy đã đẻ ra hai ngọn này, nguyên một rể luôn, nguyên một rể một mẹ hai con đấy. Bông hoa này, hoa như bông này rất là to luôn này, quả này đấy, quả là đúng bằng dài bằng cái ngón tay cái của em này đấy. Đấy, đấy với cái mã số 13, một cái rể quế như này, một mẹ hai con này đấy, để giao lưu cho cả nhà với giá là 480.000 bao ship, 480.000 bao ship, quay mặt kia lại, 480.000 bao ship nha, 480.000 bao ship. Rồi ok, đặt xuống đi. Đấy, đấy là mã số 13. Tiếp tục em vào nhà mình với mã số 14 này. 14 này là một con quế lá ngắn này. Đấy, lá phải nó siêu ngắn nha. Lá con này thì được khoảng tầm 10 cm thôi. Đấy mà lại còn nhăn này. Đấy, ở dưới nhăn lá cau luôn nha. Đấy. Đây, nhăn lá cau này cả nhà này. Đấy, nhăn lá cau. Nhưng mà lên trên này thì không thấy nhăn nữa. Nên là em tính là tính hàng bình thường đấy nha. Tính hàng bình thường. Đây cả nhà xem này. Trời ơi, lá này. Lá nó nhăn như thế này cơ mà. Đấy, lá nó nhăn này. Mã 14 đúng không? 14. Mã 14 này một con quế xếp khít cổ rụt lá ngắn như thế này. Bán ở cả nhà với giá là 400k đi. 400k để cho nhà mình về nhà mình trải nghiệm nha. Trải nghiệm 400k này. Quay mặt kia lại. Đấy, 400k. Đấy. Đây. Lá ngang rất là đẹp luôn này. Đấy, 400k nha. 400k này. Đấy, lá dưới nhăn lá cau nhăn hết luôn này. Đấy, theo em nghĩ thì như con này thì khả năng là lên này nó không nhăn nhưng mà lên nó sẽ nhăn tiếp. Đấy, bởi vì là em gặp nhiều con rồi. Phần dưới nhăn xong lên khoảng tầm mấy cặp lá là không nhăn, xong lên trên ngọn là lại bắt đầu nhăn, như kiểu cây nó khỏe đấy. Cây nó khỏe xong bắt đầu nó mới có thể nhăn lại. Đấy. Mã số 14. Đấy, mã số 14 nha. Rồi 400k đúng không? Rồi. Ok. Tiếp tục vào nhà với cái mã số là mã 15 này. Mã 15 là một con quế lá nhựa này, các nguyên bản rừng này. Đấy, một con quế lá nhựa. Chưa có con, lá từ gốc đến ngọn này. Đấy, rất là đẹp nha. Lá xanh mướt luôn. Đấy, lá xanh mướt luôn này. Đấy, mã số 15 này bán ở nhà với giá là 360.000 đi. 360.000, đấy bao ship. Đấy, 360.000. Con này bao ship này. Con này cũng thế, kiểu này thì cũng mất tầm 80.000 tiền ship. Đấy. Ok, 360.000 đúng không? Rồi, mã này là mã số 15. Đấy, tiếp tục em vào nhà với mã số 16 này. Mã số 16 là một con quế xếp lá nhựa này. Rồi, lá nó bóng loáng đi cả nhà này, rất là đẹp. Mã này mã số 16 nha. Mã 16 này. Một con quế lá nhựa. Đấy, lá rất là dày luôn. Các nguyên bản rừng này, đây mới vừa chặt đây này. Đấy, các bác thấy mà anh em thợ rừng mà chặt cây mà nó phẳng lì như này không? Rất là đẳng cấp nhá. Chặt dao chứ, đây này, chặt dao này, chặt từng vết đây này mà phẳng lì luôn các bác ạ. Gọi là không có một cái vết gọi là kiểu gân đấy. Với mã số 16 nhá. Đấy, với mã số 16 một con quế này bán ở cả nhà với giá là 550.000. 550.000 bao ship. 550.000 bao ship này. Đấy, đây là em đang quay các mặt các góc để cho nhà mình xem, nhà mình biết được là lá nó đẹp, lá nó xấu như thế nào nhá. Có lỗi lầm gì không nhá. Đấy. Rồi. Ok, đấy, thế nó như thế này luôn. Rồi, tiếp tục vào cho cả nhà với mã số 17. Đây nha cả nhà nha. Tiếp tục là mã số 17 đây. Đấy, cái này thì nó bị chắc là cái gì ở trên rừng nó rơi vào đây này. Đấy, nó khô đét, nó khô lâu lắm rồi. Đấy, đây, rất là ok nha. Với cái mã số 17 như thế này. Đây. Với mã số 17 này, đấy, các người bán ôi rồi. Các bác thấy anh em thợ rừng người ta đéo như kiểu cái quả cù ngày xưa mà hồi nhỏ này hay chơi đây. Đấy, đúng như thế này luôn. Mã số 17, một cây quế giống nha. Quế giống này, mới được có 5 cặp lá, 6 cặp này, 6 cặp lá này, chưa có hoa này. Đấy, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Với mã số 17 này bán ở cả nhà với giá là 350.000. 350.000 nha. 350.000. Đấy, nó bị lỗi một chút trên này. Đấy, đây. Đấy, nó khô đét rồi. 350.000 mã số 17.
Tiếp tục em vào cái nhà là mã số 18. Mã số 18 là cầm luôn cái ngọn văn đao kia cho anh. Mã số 18 này là một khúc văn đao uyên ương cắt nguyên bản rừng này. Đấy, cắt nguyên bản rừng Thanh Hóa này, rất là đẹp luôn. Văn đao uyên ương nhá. Đấy, các bác nào mà đã từng chơi văn đao uyên ương thì các bác biết này. Đấy, mặt hoa nó xanh cốm. Nó rất là đẹp luôn cả nhà, nó rất là đẹp. Còn nhà bác nào mà chưa chơi thì có thể là lên Google search xem ảnh của cái dòng lan Vanda bên đường này giúp em nhé. Ở ngoài kia, ở ngoài cái đống ngoài kia kìa. Đấy, mã số 18 này là một giò Vanda bên đường này, các nguyên bản này. Đấy, ở ngay đây mà. Đấy, thì như giò này này, và một ngọn như này luôn. Đây, một ngọn như này nhá. Đây, cả nhà xem này. Đấy, cho nó gộp luôn đi. Tặng các bác luôn một ngọn rời này. Với cái mã Vanda này, viên ương này, mã số 18 này. Đấy, mã số 18 nhá. Một mẹ, ba con và một ngọn rời này bán cho cả nhà với giá là 140.000. 140.000 này. Đấy, để cho nhà mình chơi sưu tầm nhá. Quá chi là đẹp luôn cả nhà ơi. 140.000. Rồi, tiếp tục mã số 19. Mã số 19 này là hai con quế trổi lá đẹp thế. Đây, lá nhựa này, lá nhựa này. Vàng óng lên cả nhà. Đấy. Vàng không không phải vàng óng mà vàng xanh. Đấy, con này tuyệt ăn nắng tuyệt đối 100% luôn, nhìn là biết. Đấy, chất cây này, hơi tiếc là nó bị lỗi ngọn và nó đẻ ngọn trên này rồi. À, con này cắt rễ được rồi cả nhà nhá. Cắt ra ươm để lại cái thân này để nuôi này, để lại thân này nuôi riêng này và thân cái thân trên này nuôi riêng này. Với mã số 19 này thì một cây này. Đấy, con này bản lá cũng chắc cũng gần 5 cm cả nhà nhá, gần 5 cm. Đấy, về mình lấy về mình cắt cái bỏ cái phần này đi để mình trồng một chậu riêng này, và cái phần trên này, phần ngọn trên này mình trồng một chậu riêng này. Đấy, phần trên này, phần trên này nó đã ra được hai cái rễ rồi. Hai rễ rồi nhá. Đấy, với mã số 19 này là một cây thẳng đứng này, chất lá thì rất là dày rồi cả nhà ơi. Đấy, phải nói là siêu dày. Đấy, rất là dày này. Đấy, đây em sờ vào cái lá là các bác biết nhá. Đấy, một ngọn này và tiếp một ngọn này nữa. Ngọn này thì là thế như thế này cũng được, hoặc là thế cao cũng được. Đây, em chưa cắt tỉa, chưa có chỉnh chọn cái gì cả, cho nên là nhìn nó đang ào uom nhá. Đấy, mã số 19 với hai ngọn chất cây giống hệt nhau. Đây, đấy, các bác xem này, lá rất là ngắn và dày này. Đấy, với cái mã số 19 này thì bán được ở nhà với cái giá là 500k. Đấy, 500k này, 500k thực sự là rất là rẻ. Mình bỏ qua cái phần này đi. Đây, mình bỏ qua cái phần này, không tính đến nhé. Mình tính, nếu như em có thời gian á, thì em sẽ cắt cái ngọn này ra và em bán mình ngọn này cho cả nhà thế này. Không bán cái ngọn dưới này. Đấy, bởi vì là cái ngọn trên này là đủ khả năng để nuôi bình thường. Đây, ra được hai con rễ rồi. Đấy, mình cắt ra mình chăm mình ngọn này thôi để lấy chất mình con này ra, còn ngọn dưới này là đấy này, nhưng mà em không có thời gian nên là em bán cả như này về để cho nhà mình nhân giống luôn. Nhà mình giữ lại cái phần mẹ này để mình nhân giống nhá. Đấy. Hai ngọn này. Quá đẹp. Mã số 19. Đấy, chất cây, chất lá rất là đẹp luôn. Đấy, cầm vuốt xuống. Cầm đựng. Đấy, đây. Rồi, mã số 19. Đấy, hai cây nhá. Rồi, tiếp đến em vào cho cả nhà với mã số 20 đi. Mã số 20 này. Mã số 20 này là một con quế nguyên bản này. Đấy, một con quế nguyên bản, bản lá ngang này. Đấy, cổ rụt này. Đấy, cổ gọi là không cái cổ lá không có độ thưa nhá cả nhà nhá. Đấy, mã số 20 này. Đấy, cái lá dưới này thì là nó kiểu là nó nắng quá các bác ạ. Nó nắng nha. Đây, nó bị nắng này. Đấy, nó nắng, nó kiểu vàng vàng nắng này. Mã số 20 này bán được ở nhà với giá là 300k đi. 300k, một khúc quế cắt nguyên bản rừng Thanh Hóa. Mã số 20, 300k. Đấy, mã số 20, 300k. Tiếp đến vào ở nhà với mã số 21. Một dề rất chi là khủng luôn. Một dề này, một mẹ này, nó đẻ là... Đây, chất lá dày này. Một mẹ đẻ được 1, 2, 3, 1, 2, 3. Một mẹ nó đẻ được 3 con cả nhà ơi. Đây, đấy, và cái ngọn mẹ này đấy này.
gọi mẹ này cũng bị con chuột nó ăn này. Đấy, con chuột nó ăn và nó đẻ được cái ngọn to này rồi. Ngọn to này nó đẻ được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá. 6 cặp lá thì bình quân nếu mà ở trên rừng thì nó đẻ như cái ngọn này nó phải đẻ 3 năm rồi. 3 năm rồi cả nhà nhá. Một mẹ 3 cây con, nguyên một rề. Đấy, ngọn mẹ là lá từ gốc đến ngọn luôn cả nhà ơi. Đấy, lá từ gốc đến ngọn luôn. Đấy, không hề dập nát, không hề coi như là một vấn đề gì nhá. Chỉ có cái cây mẹ này là bị gọi là trên nguyên sinh từ trên rừng thôi. Đấy, với mã số 21. Với mã số 21. Một rề, một mẹ ba con này thì em bán ở cả nhà với cái giá là 650.000. 650.000 cả nhà nhá. Đấy. 650.000 này, nguyên một rề. Đấy, về ốp lên cây hoặc là ốp lên lúa này quá chi là hợp lý luôn. Rồi, tiếp tục em vào cả nhà với cái mã số 22. 22 đi. 22 là ba khúc quế chip cắt nguyên bản này. 22. Đây, cả nhà xem này. Đấy, chip rất là đẹp luôn nha. Với ba khúc quế tháng 8 quế chip nha. Tổng là được 4 cây như thế này. Đấy, bán ở cả nhà với giá là ba khúc này bán ở cả nhà với giá là 222.000. 222.000, lấy con số đẹp luôn, 222.000 ba khúc 4 cây. 222.000 này. Đấy, 222.000. Đấy. Quá ok luôn. Rất rẻ luôn cả nhà ơi. Đấy, đến bà xã nhà em bảo rẻ quá rồi. Rồi, tiếp tục vào mã số 23. Mã số 23 đây. Đấy, lại tiếp tục một cái giò rất là to nha. Đấy, con này là con em đi về dọc đường là em mua, em gặp đây này. Đấy, em gặp nhà dân đây. Em gặp nhà dân em mua luôn. Con này em mua vào là 700k rồi này. 700k bây giờ bán được cả nhà em xem nào. Con này. Đấy, một mẹ này. Một mẹ nó đẻ 1 2 3 4 5 5 con, một mẹ 5 con. Đấy, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, khúc phần nguyên bản đây. Phần nguyên bản này rất là lâu năm rồi nhá. Đấy, đây, nhà bác dân là bác buộc dây thôi, đừng dân làm chi cả. Đấy, với mã số 23. 23 này em bán được cả nhà với cái giá là 900k em bao ship này. Con này bao ship cũng tốn tiền phết. Đấy, cũng to. Mã số 23. Một mẹ ba con giá 900k. Đấy, rất là đẹp cả nhà ơi, chất lá nhựa này. Ôi, chất lá xanh đen này. Đấy, cây trồng thuần, đã thuần rồi, cho nên là yên tâm. Một về cái vấn đề là bị mất sức hay là bị thế này thế kia. Đấy, là thứ nhất. Với cái thứ hai là cái hàng chăm trên dân thì là các bác không, gần như không sử dụng phân thuốc gì cả. Đấy, chỉ có để bên cái gọi là buộc lên cây, rồi là để cho gọi là bên vệ đường. Đấy, thì em đi qua nhìn thấy là em mua luôn, mua với nhà dân đấy, là đã cái giá đấy rồi, cho nên là em để hợp lý luôn. Đấy, con này bao ship có khi là hòa vốn đấy nhỉ. Đấy, mã số 23. Đấy, 900k, rất đáng để mà sưu tầm ở nhà nhá. Tiếp đến mã số 24. Đây, mã số 24 này cả nhà này. Mã số 24, một con lá chỉ thiên. Đây, lá chỉ thiên lên trời đây. Đấy, lá chỉ thiên như thế này đây. Mã số 24 này. Đấy, mã số 24 với con này, mã số 24 này. Một mẹ, một con này. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Đấy, con này bán ở cả nhà với giá là 450.000. Mã số 24 nha. 450.000. Một mẹ, một con lá chỉ thiên. Đây, lá chỉ thiên này. Đấy. Đây, cây mẹ, cây con, lá từ gốc đến ngọn, không hề lỗi lầm. Đấy, cây chất lá xanh đen. Rồi, mã số 24. Tiếp tục vào cả nhà với mã số 25. Mã số 25 đây. Đây, con này 25 đi. Mã số 25. Ơi, con này lá ngắn, lá to phết. Đấy. Mã số 25, con này rất chất luôn. Con này chất lá đẹp này. Đấy, mã số 25, con này bán được ở nhà với giá là con này bao ship thì cũng bình thường. Con này bán được ở nhà với giá là 520.000 đi. 520.000. Đấy, 520.000 con quế này. Đấy, chất lá dày này. Đấy, lá dày, lá to nhé cả nhà nhé. Đây, em sờ vào cái lá cho cả nhà xem này. Đấy, lá nó như kiểu lá đài châu luôn. Đấy. Đây. Mã số 25.
Đấy, 520.000. Lá từ gốc đến ngọn không hề lỗi luôn này. Đấy, còn thế cây nó ở khả năng nó ở đúng như này luôn. Đây, em quay cả cái phần gốc cây, cả cái phần cây này, cả nhà mình xem này. Đấy, mã số 25 quay mặt kia lại. Đấy, đây, mã số 25 đây này. Đấy, đây nha. Rồi, tiếp đến mã số 26. Mã số 26 con này một mẹ chưa có con, lá từ gốc đến ngọn, bán cho cả nhà với cái giá là 200k này. Đấy, lá đẹp cực kỳ luôn, không hề dập nát, không hư hỏng, không lỗi này. Đấy, mà chất lá là chất lá xanh đen này. Đấy, rồi, rất ok luôn. Và em tiếp tục vào cái đơn cuối cùng cũng là vào cái đơn 27 cũng là cái đơn cuối cùng của ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay, là một con quế nguyên bản một mẹ một con. Con này lá to này, con này lá phải được hơn năm. Đâu, con này lá to phết cả nhà. Đấy, rất rất chi là chất này. Đây đây, cầm cầm cầm. Đây để em xem này. Như cái lá này phải được 5 cm cả nhà. Đấy là em áng rồi nha. Đấy là em áng chừng này, một mẹ một con này. Đấy, đây, một mẹ đây. Lá không hề lỗi lầm gì luôn này. Lá không hề lỗi lầm nhá. Quá đẹp. Với con này em bán được ở nhà với cái giá là 650.000 đi. 650.000, rẻ hơn cái mã hôm qua ngày 30 tháng 9. Đấy, hôm qua cũng có một mã thế kiểu này mà 650.000, nhưng mà lại lá lại còn bị vận chuyển bị dập một chút. Đấy, mã số 27, 650.000, một mẹ một con. Đây, chất cây chất lá rất chi là thực tế cả nhà nhá. 650.000. Bản lá to, lá dày này, lá ngắn này. Đấy. Thì em cũng xin kết thúc cái video ngày mùng 1 tháng 10 hôm nay tại đây. Chúc cho cô dì chú bác anh chị em mình sẽ sưu tầm được những cái đơn hoa lan đẹp hợp với túi tiền của cả nhà nhá.